Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin những lo ngại về nhân quyền xung quanh khả năng Mỹ có thể bán vũ khí cho Bộ Công an. Ngày 10 tháng 4, AFA tiếng Việt có bài khả năng Bộ Công an Việt Nam mua vũ khí của Mỹ và những lo ngại. AFA dẫn bài viết của nghiên cứu sinh tiến sĩ Vũ Xuân Khang, Đại học Boston, Mỹ, đăng trên một tờ báo quốc tế cho rằng Hoa Kỳ nên xuất khẩu vũ khí và thiết bị an ninh cho Bộ Công an Việt Nam. Tuy nhiên, một số học giả và nhà quan sát khuyến nghị Washington chỉ nên xuất khẩu một cách có chọn lọc để tránh tình trạng lạm dụng. Hình ảnh bài trên AFA. Theo ông Khang, Hoa Kỳ nên bắt đầu từ việc bán vũ khí hạng nhẹ cho Bộ Công an như quân dụng, thiết bị bay điều khiển từ xa, drone hay robot. Đây sẽ là những bước đi cần thiết đầu tiên để Việt Nam có được trải nghiệm thực tế với vũ khí của phương Tây. AFA dẫn bình luận của giáo sư Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng Úc cho rằng Hoa Kỳ nên cho phép các nhà thầu an ninh xuất khẩu thiết bị và công nghệ liên quan để trợ giúp Bộ Công an chống tội phạm xuyên quốc gia, cướp biển, rửa tiền, buôn người, buôn bán trái phép ma túy và tiền chất, tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao và khủng bố và tài trợ khủng bố. Theo giáo sư Carl Thayer, việc xuất khẩu vũ khí nên giới hạn ở những thiết bị kiểm soát đám đông không gây sát thương để cung cấp cho các đơn vị cảnh sát cơ động có nhiệm vụ đối phó với tội phạm bạo lực, bạo loạn và khủng bố. Trong bài viết của mình, Vũ Xuân Khang nói, việc Hoa Kỳ trang bị cho Bộ Công an để giúp Hà Nội duy trì an ninh nội bộ trước thế lực thù địch là tín hiệu cụ thể cho thấy Mỹ tôn trọng chế độ hiện tại, giúp xoa dịu nỗi lo sợ của giới lãnh đạo Cộng sản về một cuộc cách mạng màu do Mỹ hậu thuẫn. Hình ảnh Bộ trưởng Công an Tô Lâm. AFA nhận xét, việc mua sắm vũ khí của Mỹ cho quân đội Việt Nam vốn sẽ gây tức giận cho láng giềng Trung Quốc, đang có sẵn những bất đồng trên Biển Đông, thì việc mua sắm trang thiết bị cho Bộ Công an để đảm bảo an ninh nội địa sẽ ít bị Bắc Kinh hoài nghi. Vẫn theo ông Khang, những vũ khí hạng nhẹ sẽ không phù hợp để tiến hành một cuộc hải chiến giả định với Trung Quốc và nó sẽ không thu hút nhiều sự chú ý không cần thiết như việc mua F-16 cho quân đội, trong khi Việt Nam vẫn có thể vun đắp quan hệ quốc phòng với Mỹ. AFA cũng dẫn đánh giá của ông Hunter Marston, nghiên cứu sinh tiến sĩ từ Đại học Quốc gia Australia, cho rằng, theo sự hiểu biết của tôi, trở ngại chính là giá cả. Nhân quyền và niềm tin chính trị là những vấn đề đáng lo ngại, nhưng không còn là vấn đề không thể vượt qua. Trong bài viết của mình, ông Khang cho rằng các hợp đồng bán vũ khí cho công an, nếu có, cũng chứng tỏ rằng Hoa Kỳ không coi nhân quyền là trở ngại lớn cho quan hệ hai nước, bất chấp các báo cáo nhân quyền hàng năm của Bộ Ngoại giao và một số nhà quan sát bày tỏ quan ngại về nhân quyền nếu Hoa Kỳ bán vũ khí cho công an Việt Nam. Hình ảnh những nhà bất đồng chính kiến bị bỏ tù. Theo AFA, trong nhiều năm gần đây, chính quyền độc đảng Việt Nam tăng cường đàn áp giới bất đồng chính kiến, Facebooker và cả xã hội dân sự có đăng ký với nhà nước. Do đó, AFA dẫn nhận định của nhiều chuyên gia và giới quan sát chính trị nêu lo ngại về việc công an Việt Nam có thể sử dụng vũ khí sai mục đích. Hoa Kỳ giúp Việt Nam tăng cường quyền tự chủ và an ninh để Hà Nội có thể chống lại sức ép từ bên ngoài, tức là Trung Quốc, nhưng không cho phép chế độ độc đảng đàn áp những người bất đồng chính kiến hoặc mở rộng tầm ảnh hưởng của nhà nước an ninh Việt Nam lên chính công dân của mình. Việc tránh những phản ứng tiêu cực từ Trung Quốc cũng không phải là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, ông Khang cho rằng, từ góc độ chính trị, Hoa Kỳ chỉ có thể cải thiện quan hệ với Việt Nam nếu có thể làm cho Đảng Cộng sản cảm thấy an toàn bằng cách giúp đỡ và tôn trọng những nỗ lực hiện đại hóa kho vũ khí của Công an Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Những lo ngại về nhân quyền xung quanh khả năng Mỹ có thể bán vũ khí cho Bộ Công an. Tượng đài Lenin bị dỡ bỏ ở Đông Âu. Ngày 7 tháng 4, Facebook Cù Tuấn có bài tổng hợp quá trình dỡ bỏ tượng Lenin ở Đông Âu. Thời báo.d giới thiệu trích lược bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Việc dỡ bỏ các tượng đài Lenin ở Đông Âu là vấn đề phức tạp, nhiều mặt, gắn liền với bối cảnh lịch sử chính trị của khu vực này. Thứ nhất, Ukraine. Việc tháo dỡ các tượng đài Lenin ở Ukraine bắt đầu từ thời Liên Xô sụp đổ và tiếp tục ở một mức độ nhỏ trong suốt những năm 1990, chủ yếu ở một số thị trấn phía tây Ukraine. Tuy nhiên, đến năm 2013, hầu hết tượng Lenin ở Ukraine vẫn còn. Tượng đài Lenin lớn nhất tại lãnh thổ Ukraine chưa bị Nga chiếm đóng.
từng nằm ở khu vực Kharkov cao 20,2 mét, đã bị lật đổ và phá hủy vào ngày 28 tháng 9 năm 2014. Hình ảnh status trên trang Facebook của Tuấn. Việc phá hủy các tượng đài Lenin trên quy mô lớn được khởi đầu bằng việc phá hủy tượng đài Lenin ở Kiev trên quảng trường Besarabian ngày 8 tháng 12 năm 2013. Vào tháng 1 năm 2015, Bộ Văn hóa Ukraine tuyên bố khuyến khích tất cả các sáng kiến công cộng liên quan đến việc dọn sạch các biểu tượng và tượng đài của Liên Xô tại Ukraine. Bộ Văn hóa Ukraine đã khởi xướng việc loại bỏ khỏi sổ đăng ký nhà nước về di tích bất động sản của Ukraine tất cả các di tích liên quan đến thời kỳ Xô Viết. Vào tháng 4 năm 2015, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo luật về việc lên án các chế độ toàn trị Cộng sản và Đức Quốc xã ở Ukraine và cấm tuyên truyền các biểu tượng của họ. Đặc biệt, luật này sẽ bắt buộc chính quyền địa phương phải dỡ bỏ các tượng đài và các nhân vật Cộng sản trên lãnh thổ Ukraine. Một số ước tính cho biết có hơn 90 bức tượng Lenin đã bị lật đổ trong giai đoạn diễn ra biểu tình chống chính phủ Ukraine thân Nga năm 2013-2014. Vào tháng 12 năm 2015, tuần báo Ukraine tính toán rằng 376 tượng đài Lenin đã bị dỡ bỏ hoặc phá hủy vào tháng 2 năm 2014. Hình ảnh một tượng đài Lenin bị phá hủy ở Ukraine. Thứ hai, Ba Lan, Latvia, Litva và Estonia. Ở Ba Lan, việc dỡ bỏ tượng đài Lenin bắt đầu một cách nghiêm túc vào năm 1989, khi đất nước này giành lại độc lập từ Liên Xô. Chính phủ Ba Lan nhanh chóng lật đổ tượng đài Felix Dzerzhinsky, một quý tộc Ba Lan theo Cộng sản, người đã tổ chức lực lượng cảnh sát mật Liên Xô sau cuộc cách mạng Bolshevik năm 1917 dưới sự cai trị của ông Sheka, tiền thân của KGB, chịu trách nhiệm về làn sóng khủng bố người Ba Lan. Năm 2016, Ba Lan ban hành luật xóa bỏ văn hóa Cộng sản, kêu gọi thanh lọc các biểu tượng và tên tuổi gắn liền với thời kỳ đảng Cộng sản nắm quyền. Tuy nhiên, một số thành phố không có đủ tiền cho việc đó, nên Viện Tưởng niệm Quốc gia đã vào cuộc để giúp đỡ. Kể từ tháng 2 năm 2022, viện này đã xác định được 60 di tích cần dỡ bỏ và lật đổ hơn 20 di tích. Ở Latvia và Estonia, nơi có cộng đồng người Nga thiểu số khá lớn, việc dỡ bỏ các tượng đài của Liên Xô đã gây ra những cảm xúc phức tạp hơn, khiến người dân địa phương và chính phủ Nga coi đây là hành vi xúc phạm đến những anh hùng chiến tranh của họ. Ở Latvia, việc dỡ bỏ một tấm bia tưởng niệm của Hồng quân ở thủ đô Riga đã nhận được sự cổ vũ của dân chúng. Nhưng ở Estonia, một bảng sao xe tăng Liên Xô có hình ngôi sao màu đỏ đã được dỡ bỏ bằng cần cẩu và được chở đến một bảo tàng thay vì phá bỏ. Hình ảnh Ba Lan phá bỏ tượng đài thời Xô Viết. Ở Litva, một số đài tưởng niệm còn sót lại của Liên Xô đã bị dỡ bỏ kể từ khi quốc gia này giành được độc lập mà không phải chịu sự phản đối. Ở Ba Lan, việc dỡ bỏ các tượng đài Hồng quân đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Trong một số trường hợp, người dân địa phương ủng hộ việc giữ lại các đài tưởng niệm Hồng quân vì vai trò của họ trong việc đánh bại Đức Quốc xã. Tại thành phố Gdansk ở phía bắc Ba Lan, đã có một cuộc tranh luận sôi nổi về biểu tượng xe tăng T-34 của Liên Xô trên đại lộ chiến thắng, và thành phố này đã quyết định không dỡ bỏ nó. Chỉ huy xe tăng này là một trung úy người Ba Lan, và binh lính Ba Lan đã đóng vai trò then chốt trong việc giải phóng thành phố này, tên cũ là Danzig, khỏi Đức Quốc xã. Tóm tắt, việc dỡ bỏ tượng đài Lenin ở các nước Đông Âu phản ánh mối quan hệ phức tạp và thường xuyên gây ra tranh cãi giữa quá khứ và hiện tại của khu vực này. Đó là lời nhắc nhở về sự cần thiết phải đối mặt và giải quyết các di sản của quá khứ, đồng thời tìm cách tưởng nhớ và ghi nhớ các sự kiện và trải nghiệm đã định hình nên lịch sử của khu vực trên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Tượng đài Lenin bị dỡ bỏ ở Đông Âu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm D.